là kẹo pha lê, là một loại kẹo được làm từ đường. Vì nhìn nó khá là ảo nên hôm nay tôi sẽ làm thử và coi nó có ăn được hay không. Ngay lập tức tôi lên Google tìm kiếm cách làm và đã tìm thấy clip này. Vật liệu khá là dễ tìm, chỉ cần đổ vào một bịch đường. Bây giờ chỉ cần cho đường vào nồi, pha nước và nấu với lửa nhỏ sao cho đường nó sánh lại như vậy là được. Tiếp theo tôi đổ đường ra 3 chiếc ly không. Vì nhìn màu đường khá là đơn điệu nên tôi đã pha thêm màu nhìn cho nó sống động hơn. Như vậy là được. Tiếp theo tôi chuẩn bị 3 cái đũa để lăn vào dĩa đường, sao cho đường bám vào đũa, như vậy là được. Kế tiếp cho từng cây đũa vào từng ly nước đường khác nhau và tôi để chúng vào một góc chờ đợi sau 3 ngày để cho chúng kết tinh lại. Và đây là kết quả sau 3 ngày chờ đợi.